Đây chính là cái nguyên nhân khiến cho chị em phụ nữ già nhanh, lão hóa nhanh hơn đàn anh nam giới. Thứ nhất là do mình bị thiếu hụt về canxi trong quá trình mang thai, sinh đẻ cho con bú đến tháng đều bị mất và thất thoát canxi. Nên hầu như chị em phụ nữ ấy, mình bị thiếu canxi gấp 8 lần so với các anh nam giới. Tức là bình thường thì ai cũng thiếu, nhưng phụ nữ lại thiếu trầm trọng và nghiêm trọng hơn rất là nhiều. Đàn ông làm chủ về khí, khí là thận, phụ nữ làm chủ về huyết là tử cung buồng trứng. Chị em phụ nữ mình bị rối loạn về chu kỳ kinh nguyệt, thiếu hụt về nội tiết tố, thiếu hụt về estrogen. Nám sạm tàn nhang, độc tố tích tụ trong người nó nhiều, nó đầy có da. Độc tố nó đầy, nó ngấm ngược vào trong máu, máu đầy có da thì da bị nám, bị sạm tàn nhang. Cái chu kỳ kinh nguyệt ấy, lúc nào cũng nhanh, lúc chậm, lúc ngắn, lúc dài. Thậm chí là nhiều chị em phụ nữ 1, 2 tháng hoặc 3 tháng, 4 tháng mới có kinh một lần. Mà cái kinh ấy thường xuyên bị thâm đen, vón cục. Thì đấy là do nó đang bị yếu, đang bị kém, độc tố nó không đẩy được ra bên ngoài. Thì đương nhiên sẽ sinh ra viêm, đúng không ạ? Khô hạn, mất ngủ. Đó chính là cái lý do khiến cho chị em phụ nữ già nhanh hơn, yếu hơn. Nên chị em nhé, muốn khôi phục lại ổn định thì đương nhiên cái đầu tiên là cái nội tiết tố. Cái thứ hai đó chính là canxi cho xương khớp, chị em nhé.